Chào các bác, trong clip này thì lên sóng cho các bác một bộ xe pháo mã rất là hay và hợp lý ở trong cái tầm tiền cho các bác chơi. Cặp loa Pioneer CS77A màng FB, tình trạng em này hoa hậu đẹp xuất sắc và zin nguyên bản và nguyên mộc cho các bác chơi. 77A màng FB là một trong những cái model huyền thoại của hãng. Đấy, các bác chơi 88A, 99A thì bây giờ giá của nó thì cũng khá là cao nên các bác chơi 77A thì nó hợp lý hơn. Và cặp này hình thức còn rất là đẹp, thiết kế với lưới căng mắt võng đẹp đặc trưng của dòng 77A và tiếng rất là hay. Hôm nay thì em sẽ phối ghép với một chiếc đầu băng cối Tech A 6300, máy chạy băng 3, băng 5, băng 7, băng 10, auto vớt 2 chiều và chiếc âm ly của Sansui, chiếc âm ly receiver sóng đài Sansui 6060, chạy đa cầu điện và công suất là 300W. Một bộ phối ghép rất là hay và hợp lý ở trong cái tầm tiền. Bộ này thì bên em tuyển hình thức cũng như là cái chất lượng rất là ok trong cái tầm tiền. Mời các bác chúng ta cùng xem. Đây là cái phần là lưới căng mắt võng của Pioneer 77A, còn rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát chi tiết cặp loa trước. Đây là phần thùng vỏ góc cạnh này, còn rất đẹp, zin nguyên bản và mộc mạc. Phần tuyến loa của cặp 77A, em mời các bác chúng ta cùng xem. Tiếng loa đẹp xuất sắc luôn. Đấy, không một cái vết cấn móp. Đấy, bát đây rất là đẹp luôn, toàn bộ loa. Đấy, chưa tháo khỏi khối thùng. Đấy, bát rất là đẹp. Căng mọng luôn. Đấy, là trùng này. Đấy, trùng này, gần này, xuất sắc luôn. Tiếp tục thì các bác xem tiếp phần thùng loa bên này. Thùng loa cũng như là góc cạnh này. Đấy, cái vỏ của nó rất là đẹp và mộc và hiếm thấy luôn. Đây, các bác xem phần tiếng loa đây. Đấy, xuất sắc chưa? Đấy, đẹp keng sà beng. Đấy, đẹp keng sà beng luôn. Phần hậu, em mời các bác xem phần hậu. Đây, phần hậu của cặp 77A đây. Đấy, các cái chi tiết cọc loa, cầu loa cũng là phần hậu còn rất đẹp, xuất sắc và zin nguyên bản. Chiếc đầu băng cối Tech A 6300, em này thì model huyền thoại của hãng rồi. Đấy, máy chạy băng 5 băng 7 băng 10 4 chạy 2 chiều và chiếc âm ly Sansui 6060. Đây các bác nhé, vỏ gỗ hình thức đẹp. Với những cái mức giá như sau, em xin được công bố cho các bác cặp loa có cái mức giá là 77A thì có cái mức giá là 23 triệu đồng. Đấy, 23 triệu đồng cho cặp 77A các bác nhé. Rồi chiếc đầu băng cối 6.300 có giá là 22.500 và chiếc âm ly Sansui 6060 có giá là 12.500.000 đồng. Đấy, chọn bộ sản phẩm này thì nó rơi vào khoảng hơn 50. Đấy, các bác có thể cộng vào cho em. Bây giờ em sẽ test cho các bác chúng ta cùng nghe. Đấy, shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Đấy, các bác nào đang cần tìm một bộ xe pháo mã hợp lý trong tầm tiền thì các bác chơi bộ này. Mời các bác chúng ta cùng nghe. Chiếc đầu băng cối các bác lưu ý là em báo giá là sẽ có một cái cặp khớp zin, còn lại thì không bao gồm xương băng các bác nhé. Xương băng các bác phải mua ngoài giúp em. Người anh cùng mũ đỏ tên Lương, tôi vẫn
thì hoạt động cả hai chiều. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê. Cặp loa 23 triệu, chiếc đầu băng gối 22 triệu 500 và chiếc ly 12 triệu 500 thưa các bác. Mẹ ngồi giúp con đóng đưa vọng buồn, đóng đưa phận mình. Mẹ ngồi giúp con nghe đất gọi thầm, chọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi chắp đắm như thân tượng buồn, để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù, chiến tranh lùng tù. Vâng, một bộ phối ghép và xe pháo má rất hợp lý trong cái tầm tiền. Cặp loa có mức giá 23 triệu, chiếc đầu băng cối 22 triệu 500 và chiếc ly là 12 triệu 500. Các bác có nhu cầu sản phẩm nào alo trực tiếp cho đặt trần. Vâng, em là Trần, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác.